Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 1 tại quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ công bố Festival Huế năm 2024 và lễ hội sân khấu hóa tái hiện lễ ban sóc triều Nguyễn. Lễ ban sóc, tức là phát lịch triều Nguyễn, được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa với mục tiêu giới thiệu những giá trị văn hóa lễ hội gắn liền với di sản, tạo nên không khí vui tươi có ý nghĩa trong dịp năm mới. Chương trình bắt đầu bằng lễ công bố Festival Huế năm 2024. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Festival Huế năm 2024 có chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển sẽ tổ chức các hoạt động liên tục kéo dài trong suốt năm, mở đầu bằng lễ hội sân khấu hóa, tái hiện lễ ban sóc triều Nguyễn ngày 1 tháng 1 năm 2024 và kết thúc bằng chương trình cao đao ngày 31 tháng 12 năm 2024 với điểm nhấn là tuần lễ Festival Huế năm 2024 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 6 năm 2024. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, ban sóc là lễ phát lịch ngày xưa của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch. Người Việt xưa lấy kinh tế nông nghiệp làm trọng, nên quyền lịch đối với đời sống con người lại có ý nghĩa đặc biệt. Xem lịch để theo dõi thời gian, thời tiết mà làm nông vụ. Xem lịch để biết được sự thay đổi tiết trời mà ứng phó phòng tránh thiên tai. Hàng năm sau khi Kha Nhâm Thiên Giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức lễ ban sóc dưới sự điều hành của hai viên ở Bộ Lễ và Khâm Thiên Giám. Lịch được tiến vào Hoàng Cung để cho Hoàng gia dùng. Lịch được phát cho các quan ở Kinh Thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng. Năm nay, lễ ban sóc triều Nguyễn sẽ được tái hiện bằng hình thức sân khấu hóa và là chương trình khởi động Festival Huế năm 2024, định hướng tổ chức lễ hội bốn mùa. Tái hiện lễ ban sóc là tái hiện tinh thần nhân văn của người xưa và là dịp để du khách, người dân Huế cùng trải nghiệm với di sản Cố đô Huế trong ngày đầu năm mới với nhiều hy vọng đang gần đến. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.